Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku của lớp nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và tặng cho em Lâm một quả tim dưới cái phần bình luận phía dưới nha anh chị. Một quả tim màu tím nha. Để lấy cái sự may mắn cũng như là anh em mình may mắn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Ok, thì hôm qua thì nó có một cái phiên rút nến khá đẹp. Anh chị nhà đầu tư đi đâu cũng thấy là cổ phiếu nó có những cái pha, có những cái nến đảo chiều tương đối đẹp đúng không chị? Thì bây giờ anh chị nhà đầu tư phân vân là không biết là thị trường của mình nó đã là chiều hay chưa, không biết là thị trường của mình bây giờ nó lên tiếp được nữa hay không. Và anh chị nhà đầu tư, có một số anh chị nhà đầu tư bắt đáy thì anh chị nhà đầu tư cũng đang mong lung là không biết là thị trường của mình nó có lên để cho mình chốt lại không. Thì em Lâm đánh giá riêng về xu hướng về mặt ngắn hạn anh chị, thì khả năng cái nhịp này nó sẽ đủ T, nó sẽ đủ T nha anh chị, và khả năng nó sẽ đi lên lại những cái vùng giá như 1080 anh chị, 1080 nhịp này tương đối là khả năng đủ T tương đối cao. Đối với thị trường, do thị trường giảm điểm mạnh rồi thì nó có một pha hồi kỹ thuật đủ T. Trong giai đoạn này rất nhiều mã cổ phiếu rút lên thì khả năng thì anh chị nhà đầu tư bắt hai phiên vừa rồi có thể anh chị kiếm được mười mấy phần trăm là chuyện bình thường nha anh chị. Kiếm được mười mấy, tùy theo phụ thuộc vào những cái mã cổ phiếu mạnh, anh chị có mười mấy phần trăm là chuyện hết sức bình thường. Nên cái phiên giao dịch sắp tới, ví dụ như qua thứ hai, thứ ba, khả năng rất cao thị trường nó vẫn ở trong xu hướng là khá là tích cực. Thì cái nhịp này là nhịp mình đánh giá là khả năng đủ T cao rồi anh chị. Anh chị nhà đầu tư kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh ngắn hạn trước mắt là kinh doanh ngắn hạn đã nhanh gì, còn lại để mà nắm giữ lâu hơn thì anh chị nhà đầu tư phải chờ những cái thông tin nó xác nhận một tí nữa. Tại vì mình làm mình biết có một số thông tin cần có sự xác nhận, và đặc biệt là qua tới cái tuần thứ hai của tháng 11 thì lúc đó khả năng tạo đáy của thị trường nó sẽ cao hơn. Tại vì khi đó là Fed họp xong rồi, chính sách tiền tệ nó ra rồi, cái định hướng về cuối năm nó sẽ có, và lúc đó chúng ta sẽ tự tin hơn đầu tư về cuối năm. Tại vì lúc đó chính phủ sẽ định hình ra cái câu chuyện đó là hai tháng cuối năm sẽ làm gì, bơm tiền như thế nào, hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào, thì lúc đó nó sẽ có cái câu chuyện định hình, và cái thị trường của mình nó sẽ dựa vào đó để mà nó có thể tăng giá được mạnh hơn trong giai đoạn tới và tự tin hơn, chứ không phải là tăng hồi sau đó là gãy sụp đổ nặng giống như giai đoạn vừa rồi nữa. Cứ hồi hồi được mấy phiên sau đó thông tin xấu ra nó lại sụp xuống, hồi hồi mấy phiên xong đó thông tin xấu ra nó lại sụp xuống. Thì bây giờ nó cần có cái sự ổn định của thị trường để nó đi lên tiếp. Thì trước mắt thì anh chị nhà đầu tư cứ ăn đâu đó là 10% của anh chị nhà đầu tư đi đã, sau đó mình tính tiếp nha anh chị. Đó là cái hướng của em Lâm đánh giá về cái mặt ngắn hạn trước cho anh chị nhà đầu tư. Thì danh mục thì cổ phiếu ngắn hạn, và đặc biệt là danh mục cổ phiếu khi thị trường tạo đáy, thì mình đã chuẩn bị cho quý anh chị nhà đầu tư rồi nha anh chị. Thì lúc nào mình cũng đi theo dõi theo thị trường, coi thử là những cái mã cổ phiếu nó có xu hướng mạnh mạnh hay không, rồi dòng tiền lớn như thế nào, thì mình sẽ tập trung vào những cái mã cổ phiếu đó. Về đợt tới thì thị trường nó có những tín hiệu thì mình sẽ bắt những cái mã cổ phiếu đó. Gì mình giới thiệu sơ qua một tí nha anh chị, giới thiệu sơ qua một tí về cái danh mục này cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Thường thì mình sẽ đi theo những cái nhóm ngành anh chị, mình sẽ chia ra thành bốn nhóm và mình sẽ đi theo theo cái nhóm này. Thứ nhất thì mình sẽ đầu tư công. Thì đầu tư công thì có VCG là đánh giá là nó dạng như là blue chip trong nhóm ngành là gì, thì lúc nào mình cũng chọn cái mã này, trừ trường hợp là khi nào cổ phiếu này nó chạy quá thì mình sẽ không chọn, nhưng mà mình sẽ chọn cổ phiếu này. Trong cái đầu tư công thì với xu hướng của những mã cổ phiếu như VCG đánh giá khá ổn, nếu như nó có một pha điều chỉnh tiếp tục xuống những vùng giá dưới thì bắt đáy là mình sẽ chọn cái mã này để tham gia vào, riêng về cái nhóm đầu tư công nha anh chị. Thứ hai là nhóm thép thì HSG là một trong những cái nhóm mà mình cổ phiếu mà mình đề cao, tại vì con này là một trong những cái mã cổ phiếu mà 870 mấy anh chị là mình bắt cổ phiếu này đầu tiên. Cái nhịp sóng trước, nhịp sóng trước chỗ này là mình bắt khỏi sen đầu tiên chỗ này luôn này. Cái khu vực này này, lúc nó rớt xuống mình bắt, mình nhớ là mình bắt cái phiên này gì, bắt trong phiên cái nó tụt xuống luôn, cuối cùng đóng đến sáu, sau đó là qua phiên sáu nó tụt xuống nữa và bắt đầu nó hồi phục đi lên, thì mình bắt đúng cái cây này gì, nhớ bắt trong phiên giao dịch. Lúc đó là live stream trực tiếp của anh chị nhà đầu tư trong cái giờ giao dịch luôn anh chị, là bắt con này trước. Thì hoa sen cũng là kỷ niệm, thì bây giờ là hoa sen, thì hôm qua nó có cái báo cáo lợi nhuận tốt quá, nó tăng lên lợi gì, thì đợt tới này bắt đáy thì mình sẽ tập trung bắt hoa sen. Bất động sản thì DG là một cái mảng cổ phiếu mà mình ăn được cái đoạn này lên là gì, ăn từ cái đoạn 13-14 này lên tới cái khu vực là tầm giá cỡ 22-22 mấy là mình bán ra. Thì bây giờ mình sẽ, nếu như bắt thì mình sẽ quay lại đối với cổ phiếu DG, nhưng mà nó phải có những vùng giá phù hợp. Thì DG hôm qua nó quay lại khá tốt, nhưng mà tuy nhiên nó lên thì nó gặp những cái kháng cự tương đối mạnh nha anh chị. Thì con này trước mắt về mặt ngắn hạn đã,
sau này bạn đẩy sẽ vào DG. À, về bất động sản thì nó có như DG rồi cũng khá anh chị, DG cũng khá ổn. Chú ý tới những mã cổ phiếu này để tham gia vào bắt. Đó, những mã này nữa khá là nhảy, nó giảm thì nó giảm mạnh nhưng mà khi nó quay trở lại anh chị, nó có cái độ bật khá là cao. Thì DG cũng là một cái bài cổ phiếu mình chú ý tới. Hay là sale, sale thì anh chị nhà đầu tư có thể chú ý, con này nó đánh cũng khá hay, đánh nhịp nhàng khá hay, thì nó cũng là một trong những cái mã cổ phiếu tương đối ok. Thì nếu như bắt đẩy thì có thể chú ý tới sale được nha anh chị. Sale có thể ba mã thì anh chị nhà đầu tư lựa ra một mã cổ phiếu nó phù hợp với cơ địa cũng như phù hợp với cái cách giao dịch của mình thì anh chị nhà đầu tư có thể tham gia tùy theo mỗi người nha anh chị. Mình thì mình sẽ chọn trong ba, ba trong một đó. À, thì chứng khoán thì có gì anh chị, chứng khoán thì chắc chắn FTS rồi. À, tại vì cái đợt đáy đó là mình bắt là Hoa Sen là một, FTS là hai, đúng không? Lúc đó nó quanh giá là 14, 16 gì đó mình nhớ. Thì giai đoạn này thì chắc chắn mình sẽ quay lại rồi. Thì FTS cái đợt vừa rồi nó cũng mang lại một cái lợi nhuận lớn cho mình chỗ này anh chị, này đi lên đúng không? Thì bây giờ thì canh để mà vào lại FTS thôi, nó sẽ có những vùng giá phù hợp hơn thì mình sẽ tham gia vào đối với FTS, mua vào đối với FTS. Ok, đó là những cái mã cổ phiếu mà mình giá cao. Thì anh chị nhà đầu tư không thích FTS thì anh chị dòng tiền lớn hơn thì anh chị có thể muốn SI đó được. Nói chung là dòng tiền lớn hơn thì anh chị có thể giao dịch SI. Ở đây thì anh chưa có điện vào đẹp lắm nhưng mà sắp tới nếu như bắt đáy thì phải chọn cái con này, dòng tiền lớn tốt. À, rồi có những mã cổ phiếu đặc biệt bên ngoài như DBC cuối năm này chẳng hạn thì anh chị nhà đầu tư có thể chú ý. Con này thì mình vẽ nó hơi rối nha anh chị. Anh chị nhà đầu tư nhìn vô đây thì anh chị thấy hơi rối, để mình mở tuần lên thì DBC thì anh chị nhà đầu tư thấy nó về tới cái hỗ trợ tuần này anh chị thì nó sẽ ok hơn đúng không? Bắt quanh giá hỗ trợ tuần này dưới 97 đây cũng khá là ổn. DBC cũng là một cái mã cổ phiếu hay cho cái cuối năm này. Ok, thứ ba nữa là ghét, ghét thì ổn, ghét thì cứ về tới cái vùng giá này thôi, 18.4 đó. Vậy là 18.4 có thể chú ý được đối ghét, một trong những cái cổ phiếu mạnh có xu hướng đó là danh mục của mình. Thì nói chung là cái danh mục của mình thì nó không có thay đổi gì anh chị, quanh đi quẩn lại chỉ có những mã cổ phiếu đó. Mà nếu như có những mã cổ phiếu mạnh hơn thì mình sẽ thêm vào, thêm bóp vào và mình tập trung vào những cái mã cổ phiếu cốt lõi, hiểu được cái những cái mã cổ phiếu mình đang đi theo thì không cần phải quá nhiều cổ phiếu lên thị trường. Và trong lúc anh chị đầu tư thì anh chị chỉ cần có một cái tệp cổ phiếu mà anh chị quan sát thôi, những mã cổ phiếu đi đầu của thị trường, dẫn dắt sóng của thị trường, chỉ cần theo dõi mấy cái mã cổ phiếu đó là anh chị nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận rồi. Không cần là cái mã cổ phiếu nào trên thị trường anh chị nhà đầu tư cũng biết hết, mà chỉ cần tập trung vào cốt lõi, vào cổ phiếu nào mạnh nhất nhóm ngành đó, cổ phiếu nào mạnh nhất cái ngành đó thì mình cứ lựa chọn những cái mã cổ phiếu đó mình tham gia vào. Khi có sóng những cái mã cổ phiếu đó nó sẽ chạy 20% thì những mã cổ phiếu yếu hơn nó mới được 8 tới 10% thôi. Thành ra mình phải lựa chọn những mã cổ phiếu mạnh nhất trong những ngành để mình đi theo, phải có một cái tệp cổ phiếu theo dõi sát sao nha anh chị, có những tín hiệu thì mình tham gia vào. Thường là nó sẽ bật lại và nó trần khá là nhanh thì lựa chọn những cái mã cổ phiếu đó nó sẽ tốt hơn. Chứng khoán thì nó cũng có khá là nhiều nhưng BSI rồi chẳng hạn khá tốt. Thì mỗi người sẽ có một cái gu, đó là những cái mã cổ phiếu mình quan sát trong giai đoạn vừa rồi, quan sát trong giai đoạn này thì mình đưa ra cái quan điểm của mình như vậy. Còn không biết là anh chị nhà đầu tư có thích những mã cổ phiếu này không, tùy theo mỗi người mỗi gu. Mà mình thích cổ phiếu này thì mình mua, thì cổ phiếu này nó có thanh khoản, còn những mã cổ phiếu khác nó có thanh khoản thì những nhà đầu tư khác họ thích họ mua. Nhưng trong cái giai đoạn của thị trường mình phải lựa được những mã cổ phiếu tốt nhất. Tại sao anh chị? Tại vì khi mình không lựa được những mã cổ phiếu tốt á, mà mình vô tình mình vô những cái mã cổ phiếu yếu quá, thị trường nó hồi cổ phiếu nó tăng 20% thì cổ phiếu của mình nó có tăng có một đoạn thôi nhỉ, là mình rất khó về bờ. Phải tập trung vào trong giai đoạn xấu này của thị trường, mình phải tìm ra được cái tệp cổ phiếu mạnh nhất để mình kiếm lợi nhuận. Cổ phiếu của mình ít gì nó không phải tăng 20% để mình cũng về bờ chứ. Chứ cổ phiếu bây giờ vô eo ọt quá, yếu quá thì lúc đó cứ nằm hoài trong đó thì làm sao về bờ được. Mình cứ thích những cái mã cổ phiếu nó nhỏ nhỏ bên dưới rồi nó không có dòng tiền lớn vào thì lúc đó mình sẽ rất là khó để mình kiếm tiền được trên thị trường. Danh mục mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư như vậy và có những cái điểm mua em sẽ thông báo với anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người thành công, may mắn và có những cái ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Anh chị nhà đầu tư nào cần tư vấn hỗ trợ xây dựng lại danh mục đầu tư thì nhớ liên hệ cho em Lâm ngay ở trên cái số điện thoại trên màn hình. Mình hiện tại nhận
đưa những tài khoản về bờ nha anh chị. Anh chị nhà đầu tư nào đang có thua lỗ lớn cần đưa tài khoản về bờ thì liên hệ ngay với em để em có thể lên danh mục xây dựng lại danh mục cho quý anh chị nhà đầu tư. Cảm ơn mọi người rất nhiều và kính chúc mọi người thành công và về bờ sớm. May mắn nha anh chị, may mắn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mong muốn rằng thị trường nó ổn định để cho chúng ta kiếm tiền từ đây đến cuối năm để mà có cái ăn Tết cho nó vui vẻ nha anh chị. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Ok, bye bye mọi người.